Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi Dậu. Có chút hoang mang nhưng cuối cùng mọi thứ đều êm đẹp. Tử vi tháng 11 âm lịch chỉ cho những chú ra thấy rằng cơ hội luôn tiềm ẩn trong những khó khăn. Con giáp này có thể đạt được thành tích ngay cả khi mọi sự đang rối ren. Hãy tự tin vào bản thân. Bước sang tháng Giáp Tỵ cho thấy vận trình của bản mệnh có nhiều thăng trầm. Tự tin chính là chìa khóa giúp cho người tuổi Dậu đạt được thành công một cách tốt nhất. Con giáp này sẽ có cơ hội tham dự một số sự kiện xã hội rất đặc biệt trong thời gian này. Tử hành xung đẩy bạn rơi vào tâm trạng hoang mang, không biết mình đang ở đâu. Thậm chí nếu bạn nghe theo ý kiến của người khác, con cảm thấy căng thẳng hơn. Đây là thời điểm mà con giáp này có một góc nghiêng để xác định lại một mục tiêu mà đã đề ra một cách rõ ràng nhất. Trong khi đó, đối với một số người tuổi Dậu thì đối mặt với sự mâu thuẫn lợi ích tại nơi làm việc. Bạn nên tìm cách rút lui vì nếu càng lún sâu thì đó càng có thêm những rắc rối khó lường. Thật ra trong khi đó, bạn vẫn có thể tập trung vào công việc và thể hiện năng lực trong khi mọi người mãi đấu đá với nhau. Nhất là khi có chính quan làm chỗ dựa tinh thần thì hãy tự tin phát triển sự nghiệp, không để những ý kiến trái chiều khiến bạn phải đi lệch hướng. Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khí cảnh tình cảm của người tuổi Dậu trong thời gian này. Bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc nên có vẻ hay giận hờn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm các tình trợ mệnh nên rất tốt cho nữ mệnh ở khía cạnh nhân duyên. Ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chí của mình được đáp ứng. Xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi Dậu luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện công danh sự nghiệp. Xét về phương diện sự nghiệp, nếu đủ tỉnh táo để nắm bắt cơ hội và không quá tham lam, bạn có thể hoàn thành xuất sắc mọi công việc. Tuy rất bận rộn nhưng có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ. Mệnh có thai, không nên loại trừ một số trường hợp kéo bè, kéo cánh trong công ty để gây ảnh hưởng hay mâu thuẫn với nhau. Đối với những trường hợp như thế này, sẽ dễ có thêm thị phi nếu bạn cố gắng bình luận những điều tiêu cực. Thế nên, tốt nhất là chỉ nên tập trung vào nhiệm vụ, mục tiêu trong tháng, học cách khai thác các khía cạnh sáng tạo trong công việc để đẩy nhanh tốc độ, gia tăng tính hiệu quả. Khi bạn quá bận rộn, bạn sẽ không có thời gian cho những việc vô nghĩa khác. Ngược lại, nếu bạn đang rơi vào tình trạng trì trệ, hãy xem xét kiếm động lực cho bản thân và những mục tiêu trong cuộc sống. Nếu những công việc vốn đã quen mà không có mang tính lợi ích hay ý nghĩa gì, bạn cũng không nên quan tâm làm gì. 2. Luận về phương diện tài chính. Bước sang tháng 11 âm lịch này, vận trình tài lộc của người tuổi Dậu có nhiều thăng trầm khó đoán. Đó cũng là điều thú vị khi mà không phải việc gì cũng diễn ra theo kế hoạch. Quan trọng nhất là bản mệnh có đủ bản lĩnh để đối mặt với những vấn đề xảy ra hay không, vì bạn luôn có lối thoát ngay cả trong tình trạng khó khăn nhất. Đối mặt với ảnh hưởng của tử hành xung nên có những thời điểm mà con giáp người tuổi Dậu rỗng tuổi rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Thế nhưng may mắn là người đứng ra hỗ trợ để giúp bạn vượt qua trở ngại. Đó là quý nhân. Chính sự cố này mà người tuổi Dậu mới nhận thấy tầm quan trọng của việc có tiền dự phòng. Nếu bạn chưa có tiền tiết kiệm, bạn nên giữ lại một ít 10% thu nhập. Khi thu nhập tăng, tỷ lệ tiết kiệm cũng phải tăng theo. Điều quan trọng là phải nuôi dưỡng thói quen tiết kiệm tiền từ trước mới có tiền tiêu. Tuy nhiên, với những ai ham học hỏi, không ngừng phát triển bản thân, thì lúc này có thể có người mang tới cho bạn những cơ hội hứa hẹn về mặt tài chính. Một hành trình mới sắp bắt đầu, bạn có thể khởi động một công việc mang đến cho bạn nguồn thu nhập ổn định. Ngũ hành tương sinh mang tới một số cơ hội về tiền bạc, nhưng không phải ai cũng có thể tinh ý nhận ra.
Thực ra, mọi thứ ban đầu có vỏ bọc khá khó khăn mà không phải ai cũng đủ điều kiên nhẫn để tháo gỡ, thấy được sự lung linh bên trong đó. Thế nên, chỉ cần không bỏ cuộc thì người tuổi Dậu có thể thu về một chút tiền bạc cho mình trong tháng mới. Đó có thể là thu nhập ngoài luồng hoặc đơn giản là đầu tư sinh lợi cho bản thân. Tháng này, Lục Bạch nhập cùng chính Bắc, nhờ sự linh hoạt và nhạy bén của mình, bản mệnh nhanh tay nắm bắt cơ hội phát tài, đem lại cho bạn một khoản lợi nhuận không hề nhỏ, nhất là với những ai có sự quyết tâm lớn trong việc cải thiện tình hình tài chính thì có thể đạt được trong tháng này. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo. Nguyệt lệnh thai ảnh hưởng tới khía cạnh tình cảm của con giáp người tuổi Dậu trong thời gian tháng Giáp Tỵ này. Bản mệnh có xu hướng sống quá cảm xúc nên có vẻ hay giận hơn khi đối phương không có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm bạn như trước. Tuy nhiên, nhờ có thái âm, các tình trợ mệnh nên rất tốt cho nữ mạng vào tháng này ở khía cạnh nhân duyên. Ai đang độc thân dễ tìm được một nửa với đầy đủ các tiêu chuẩn của bạn được đáp ứng. 4. Luận về phương diện sức khỏe. Về mặt sức khỏe, nguyệt lệnh làm đất bệnh cảnh báo người tuổi Dậu nên chú ý giữ gìn và rèn luyện thường xuyên để nâng cao thể chất, hạn chế các bệnh tật ghé thăm. Những người có vốn có sức đề kháng kém sẽ dễ gặp tình trạng bệnh vặt, nếu không chăm sóc bản thân tốt, rất có thể bệnh sẽ dai dẳng, ảnh hưởng tới sinh hoạt thường ngày và còn để lại mầm mống nguy hiểm cho cơ thể. Khi bước sang tháng này, thời tiết lạnh, người tuổi Dậu cần đảm bảo việc giữ ấm cho cơ thể, kẻo dễ mắc các bệnh như thương hàn, cảm, lạnh, sốt. Tuy là những vấn đề nhỏ, nhưng căn bệnh này có thể xuất hiện thường xuyên và vẫn mang theo nhiều bất tiện cho bạn và thậm chí gây ra các tác động tiêu cực tới cuộc sống của bạn. Cảm năng vượng vận cho từng tuổi Dậu vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Đinh Dậu sinh năm 1957, mệnh Hỏa, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Hãy làm mọi thứ âm thầm, khi có kết quả cũng chớ vội khoe khoang. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mùi, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Mão, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 2. Tuổi Kỷ Dậu sinh năm 1969, mệnh Thổ, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Học cách tương tác với mọi người một cách hiệu quả, kiên nhẫn. Quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Tỵ, tuổi Hợi, màu sắc may mắn màu hồng, màu đen. 3. Tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, mệnh Mộc, nam sao Kế Đô, nữ sao Thái Dương, khẩu quyết. Khi có được mục tiêu, bạn sẽ tập trung hơn, dồn toàn bộ năng lực vào đó. Quý nhân phù trợ tuổi Thìn, tuổi Dậu, tiểu nhân tuổi Ngọ, tuổi Mùi, màu sắc may mắn màu trắng, màu tím. 4. Tuổi Quý Dậu sinh năm 1993, mệnh Kim, nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu quyết. Chỉ cần vượt qua sự trì trệ của bạn là đã có sự tiến bộ rồi đấy. Quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Thìn, tiểu nhân tuổi Tuất, tuổi Ngọ, màu sắc may mắn màu tím, màu hồng. 5. Tuổi Ất Dậu sinh năm 2005, mệnh Thủy, nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết. Những thắc mắc của bạn sẽ được giải đáp trong ngày hôm nay. Quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tiểu nhân tuổi Mùi, tuổi Sửu, màu sắc may mắn màu vàng, màu đen.